vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Chính vì thế, đâu đó trong cuộc sống thường nhật, vẫn luôn có những người thầm lặng, trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng về những nghĩa cử đẹp, những việc làm tử tế đáng trân trọng và không ngừng được lan tỏa. Tính cách hòa nhã, năng nổ, nhiệt tình, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi được tiếp xúc với anh Ngô Tấn Lộc, một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Gần 19 năm tham gia công tác dân quân tự vệ trên chính quê hương mình, anh Ngô Tấn Lộc luôn được chính quyền địa phương cùng người dân yêu mến. Bởi lẽ ngoài công việc chuyên môn, anh Lộc còn có một tấm lòng sẻ chia trong công tác xã hội. Từ lúc dịch á, thì mình thấy mình tham gia những công tác nhóm hội á, thấy bà con mình nó cũng khó khăn, rồi cái từ đó cái mình không có thấy mới bàn với bên mặt trận và trong nhóm á, là mình sẽ hỗ trợ những bà con nào khó khăn để cho người ta giảm bớt phần nào trong cuộc sống của người ta. Bên cạnh việc tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại ấp 2 tháng 6, anh Lộc còn làm công việc liên quan trong ngành xây dựng. Đây cũng chính là nguồn thu nhập cá nhân để anh trích một phần kinh phí hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mình không có định hướng là mình sẽ làm bao nhiêu, nhưng mà nói chung mình có nhiều mình làm nhiều. Ví dụ bữa nay, bạn ơi, hôm nay tôi có nhiều đó, mình làm cái chương trình gì đó, hay là hỗ trợ bà con sao sao. Rồi hết như đó thôi, chừng nào có tiền tiếp mình làm tiếp. Chứ không phải là nhất thiết phải bao nhiêu, nhưng có ít mình làm ít, có nhiều làm nhiều. Nhưng mà mình sẽ hỗ trợ cho bà con những cái phần nào thiết thực cho bà con, có đi sát cho bà con luôn. Chứ nhưng mà cái nguồn kinh phí á, thì mình sẽ tới đâu mình tính tới đó, có nhiều mà làm nhiều. Năm 2023, anh Lộc phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hậu thực hiện mô hình hỗ trợ theo bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tính đến nay đã có 70 cá nhân nhận được thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, anh còn tham gia trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là món quà mang đến niềm vui, hạnh phúc cho những hoàn cảnh kém may mắn. Đó cũng chính là động lực để anh Ngô Tấn Lộc tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Tôi được cái giấy bảo hiểm này của chú Lộc đã giúp và đỡ, thì tôi cũng thành thật cũng cảm ơn. Nếu mà mình có được cái bảo hiểm vậy thì mỗi lần mà bệnh mình đi tới bệnh viện đó, thì trong bệnh viện để mà mình trợ giúp cho mình được cái vấn đề miễn viện phí của trong bệnh viện thì cũng đỡ lắm. Ngoài thực hiện những hoạt động từ thiện cá nhân, anh Lộc còn thường xuyên phối hợp các nhóm thiện nguyện khác tổ chức các hoạt động thăm tặng quà người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Song song đó, anh Ngô Tấn Lộc còn là tấm gương điển hình trong lối sống đẹp khi ngay trong chính khu nhà trọ mà anh Lộc đầu tư xây dựng và làm chủ đã thực hiện tốt mô hình nhà trọ an toàn không tội phạm, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Được biết, từ khi dãy trọ đi vào hoạt động, phần lớn người thuê trọ đều là những lao động xa quê đến địa phương làm việc. Với những trường hợp khó khăn về điều kiện kinh tế, thu nhập thấp, anh Lộc luôn sẵn sàng miễn và giảm tiền thuê trọ với giá trị cốt lõi, cho đi mà không cần nhận lại. Với những đóng góp tích cực cho xã hội, thời gian qua, anh Lộc nhiều lần được nhận khen thưởng từ chính quyền địa phương các cấp vì đã có nhiều đóng góp trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cũng thực hiện theo chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thì qua đó thì ở địa phương thấy chỗ anh Lộc có tính thiện nguyện, thì ở dưới vai trò chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì cũng đã vận động anh Lộc. Năm 23 anh Lộc cũng đã hỗ trợ cho địa phương rất nhiều, giống như là bảo hiểm y tế cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà không có bảo hiểm thì anh Lộc đã ủng hộ chích một phần công sức của mình để hỗ trợ cho địa phương. Qua đó thì Mặt trận Tổ quốc cũng trên tinh thần cũng đã cảm ơn, bày tỏ và tấm lòng của anh Lộc với tinh thần tự nguyện cũng đã giúp cho địa phương, giúp cho bà con qua những cơn khó khăn. Có thể nói, câu chuyện giúp đời, giúp người hết tâm vì xã hội của anh Ngô Tấn Lộc sẽ giúp mỗi người trong chúng ta biết trân quý hơn những gì mình đã, đang nhận được, và trên hết là sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Sống trong đời sống, cần có